Trong môn cờ vua, chiến lược có vai trò quan trọng giúp bạn triển khai nước đi và có ưu thế để thắng cuộc. Sau đây, huấn luyện viên quốc tế Lương Nhật Linh, kiện tướng Liên đoàn cờ vua thế giới, giáo viên trường Kaisa Chess School sẽ hướng dẫn chiến lược đầu tiên trong môn cờ vua. Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu vào một phần bài học vô cùng quan trọng ở trong cờ vua và nó được mang tên đó là chiến lược đầu tiên. Hai số trước thì chúng ta đã được làm quen với tất cả về quân bần cờ rồi đúng không ạ? Vì chúng ta đã biết được cách đi của từng nhân vật rồi. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc đó là ngồi trước một bàn cờ, người ta gọi là một bàn cờ đầy đủ như thế này, và bắt đầu điều binh khiển tướng. Chiến lược đầu tiên, thế thì trong cờ vua thì có hai phần rất là quan trọng, đó chính là gọi là chiến lược và chiến thuật. Và chiến lược ấy được coi là tinh hoa trong cờ, tức là những cái gì mà người ta hay nói đao to búa lớn về cờ, ví dụ như là các kỹ năng về phân tích này, đánh giá, lập kế hoạch này và ra quyết định, toàn bộ những cái phần hay ho này đều nằm ở trong hai chữ thôi, đó là chiến lược. Thế thì nôm na có thể hiểu rằng trong cờ thì chiến lược được coi là một tầm nhìn xa, một tầm nhìn dài hạn hơn. Vậy thì cái đầu tiên mà tôi muốn hướng dẫn các bạn ở trong khi mà chúng ta vừa mới biết chơi cờ ấy, thì cái chiến lược đầu tiên, đây được gọi là kế hoạch nhỏ trong cờ, sẽ đầu tiên, chiến lược đầu tiên mà tôi muốn các bạn ghi nhớ đấy chính là quân vua, được không ạ? Chúng ta đã nhắc đi nhắc lại về nhân vật này rồi đúng không? Từ cái số đầu tiên, vua là quan trọng nhất trên bàn cờ, và chiến lược đầu tiên của chúng ta cũng không nằm ngoài quân vua. Thế thì kế hoạch đầu tiên của chúng ta, chiến lược đầu tiên của chúng ta đó chính là tôi muốn các bạn là vua ở đâu thì tấn công ở đấy, được không ạ? Đây chính là cái chiến lược vô cùng quan trọng. Và làm thế nào mà để mà có thể tấn công vua thì chúng ta sẽ có các nguyên tắc vàng. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến đấy là những quân tốt. Chúng ta sẽ di chuyển quân tốt trước mặt vua hoặc là tốt trước mặt hậu. Tốt được coi là linh hồn của ván cờ. Đây chính là cha đẻ của cờ vua hiện đại, André Philidor đã chia sẻ cái điều này. Tốt là linh hồn của ván cờ, và nguyên tắc vàng đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi tốt trước mặt vua hoặc là trước mặt hậu, lên hai ô để chiếm, đây được gọi là khu vực trung tâm. Khu vực chính giữa nhất của bàn cờ thì được coi là khu vực trung tâm. Tức là nguyên tắc đầu tiên đó là chúng ta có thể chiếm trung tâm bằng tốt, đúng không ạ? Nguyên tắc thứ hai đó chính là cái việc phát triển các quân nhẹ. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có đến đó là quân tượng và quân mã. Quân tượng của chúng ta có giá trị là 3 điểm. Quân mã của chúng ta có giá trị là 3 điểm. Và đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái khái niệm nữa. Đó là đã có quân nhẹ thì chắc là phải có một cái quân nặng hơn, đúng không? Có quân nhẹ mà thì phải có một cái quân nặng hơn. Thế thì quân nặng hơn ở đây ấy, đó là chúng ta sẽ nói đến đó là xe tăng với giá trị là 5 điểm và hoàng hậu với giá trị là 9 điểm. Đây được coi là quân nặng, được không ạ? Thế thì cái nguyên tắc vàng thứ hai của chúng ta đấy là sau khi chúng ta chiếm trung tâm bằng tốt rồi thì chúng ta sẽ phát triển các quân nhẹ hướng vào khu vực trung tâm. Bởi vì sao? Bởi vì khu vực trung tâm luôn là một khu vực trọng yếu, luôn là một khu vực vô cùng là quan trọng trên bàn cờ. Các bạn có thể hiểu rằng nó là cái khu vực mà để mà mình có thể tấn công sang cánh vua này hoặc là tấn công sang cánh hậu này thì nó đều rất là nhanh. Đây chính là khu vực rất là quan trọng. Cho nên nguyên tắc vàng thứ hai đó chính là đưa các quân nhẹ lên hướng vào trung tâm, được không ạ? Và nguyên tắc vàng thứ ba, nguyên tắc vàng bất di bất dịch mà các bạn nên nhớ quan đến vua, đó là đưa vua vào nơi trú ẩn an toàn, được không ạ? Đây chính là ba nguyên tắc vàng mà để mà khi các bạn bắt đầu một ván cờ thì chúng ta sẽ bắt đầu là theo các nguyên tắc vàng như thế này.